Hello, hello, welcome back to my channel. Như các bạn đã thấy thì Hào vừa tập thể dục xong đúng như cái bài mà hôm qua Hào đã chỉ các bạn. Và hôm nay thì Hào đã có thể cảm giác như là mình stronger một chút xíu nhưng mà vẫn còn đuối lắm các bạn ạ. Level 3 thì rất là intense, rất là gay co nhưng mà cố gắng sẽ làm được và hy vọng rằng đây là một nguồn động lực cho các bạn mà ở nhà và không có bài tập thì các bạn có thể tìm thấy bài tập có thể hữu ích. Mặc dù là không có gì làm nhưng mà mình cũng thể being productive. Trong cả một tuần luôn, hôm nay là thứ hai rồi. Hôm nay Hà sẽ dẫn các bạn đi ra ngoài, Hà sẽ đi chợ Việt Nam, mua đồ cho một tuần. Sau đó là sẽ đi pick up mấy cái vegetable từ cái farm của cái công ty cũ họ làm. Nó cho nhân viên của nó, nên là hoàn toàn miễn phí các bạn ạ. Đều rất là hạnh phúc mà khi được nhận được những cái quà này. Rồi sau đó thì họ sẽ đi mua Popeye Chicken. Nếu như mà các bạn có biết ở Việt Nam thì có KFC đúng không? Thì bên này nó rất là nổi tiếng về Popeye Chicken. Rồi sẽ quay cho các bạn coi. Ok, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Bây giờ sẽ đi tắm. Get ready. Rồi sẽ đi. Ok, bye bye. Fuck what you thought I'd do without you. I'm so much better like you never met me. I'm doing anything I want to. I'm going with you to 80. So when you see me talk to strangers, no, don't you let it get the best of you. Giờ đã ready rồi, chúng ta sẽ bắt đầu đi. Trước tiên là mình sẽ đi pick up mấy cái đồ vegetable ở trong cái company nhé. Rồi sau đó mình sẽ đi, chắc là sẽ đi cái Popeye Chicken. Rồi mình sẽ đi chợ ở Việt Nam. Các bạn cùng theo chân Hào nhé. Driving me wild, you driving me so crazy. Got me acting out, got me trying to stay sober. Got me trying to stay sober. Wanted your love and I'm out here hungover. You made me wanna take you to London, Paris. Times were cherished. No comparing to you. Don't need Keisha caring. Don't want begging, sharing. Girl, I swear that. Pick up some produce là mấy cái vegetable. Lát nữa sẽ quay cho các bạn coi. Nhưng mà hồi nãy quên là lo nói chuyện với mấy người đó quá nên bây giờ quên rồi. Nhưng mà lát sẽ quay lại cho các bạn coi sẽ có cái gì trong đó. Bây giờ mình sẽ đi get Popeye Chicken. I miss the way you turn me on. Yeah, oh, it's been playing on my mind and my emotions now for far too long. Yeah. Bây giờ mình đã tới nơi rồi nhưng mà cái line rất là dài. Và đây là cái drive-thru order. Nghĩa là các bạn sẽ chạy tới cái chỗ rồi các bạn order. Xong rồi người ta sẽ làm mình pick up cái chỗ bên kia. Đó là một cái mà ở nước Mỹ thì chỉ có những cái thành phố mà giống như là xa khỏi cái trung tâm thì mới có, tại vì đất nó rộng. Còn như ở trong trung tâm thì ít, thì hiếm khi nào các bạn có thể tìm được cái drive-thru lắm. Mà đây là lần đầu tiên mà họ đi order cái Popeye Chicken. Lần trước là do mấy người kia, mấy người bạn order cho thôi. Nên là lần đầu tiên mà chạy tới đây để mà mua. Tại vì thật sự là đồ ăn gà chiên rất là mập nên cũng chẳng bao giờ mình nghĩ tới. Nhưng mà bây giờ còn gì đâu để mà mất. You want your chicken for that spicy or mild? Oh, spicy please. And your two sides? Can I get a fries and a slaw please? Fries and a kofa, $9.89. Oh, sorry, can I add one a chicken sandwich please? Spicy. Good, anything else? That'd be all, thank you. $14.28 total. Awesome, thank you. Thank you.
chance to breathe. Yeah. Just killing time so we can figure out ourselves and everything we need. I said it's just the wrong time, girl, your friend said it too. But every road led me straight back to you. Isn't it funny how things work out when it's meant to be and love is real? Yeah. I feel the temptations taking over my body. You know you're my one and only. Just couldn't wait for you to call me. Life without you could just stay enough. So won't you just love me? Girl, I'm looking at a face I don't recognize today myself. Don't know what to say, things ain't the same. I felt that we lost our way. The street is two ways and girl. And everybody keeping to themselves. I know you're sorry. You dragged me through hell. If this was real, can you tell me what you felt? 'Cause it feels like it's over now. There's just too much pressure. There's just too much pressure. There's just too much pressure. There's just too much, girl. I never thought that this would hit me so quick and hard. I never thought I'd flip, I never thought I'd miss your heart. But this turned to shit that we can't fix, and girl. And everybody keeping to themselves. I know you're sorry. You dragged me through hell. If this was real, can you tell me what you felt? 'Cause it feels like it's over now. There's just too much pressure. There's just too much pressure. Nah, there's just too much pressure. Ngập thở quá. Thế là đi chợ mùa dịch trong một tuần là như vậy đó các bạn. Giờ sẽ đi về nhà và ăn cơm. Cái gì mà cái chợ đông hay là đông, mà cái chợ là cái chợ Việt Nam. Ở đây có rất là nhiều chợ Việt Nam dòng ở đây, nhưng mà cái chợ là cái chợ mà rất là popular, tại vì nó sạch và đồ của nó tươi hơn những chợ khác. Nên đi rất là đông. Mà hôm nay là thứ hai, Hào tránh không đi thứ cuối tuần, nhưng mà hôm nay thứ hai mà còn đông như vậy nữa, rất mệt, hơn là đi lẹ lẹ đi về. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi của hành trình ngày hôm nay. Nếu các bạn yêu thích kênh YouTube này, đừng quên nhấn like, subscribe, chia sẻ rộng rãi và đừng quên lại những comment cho Hào nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello Hào.